Thưa quý vị, chiều 29 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong đã tổ chức khai mạc chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên năm 2022. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn. Với chủ đề Hẹn nhau giữa đại ngàn Tây Nguyên, chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên năm 2022 là hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum, ngày 9 tháng 2 năm 1913, ngày 9 tháng 2 năm 2023, nhằm gìn giữ và bảo tồn thổ cẩm Tây Nguyên, phát triển nghề dệt và đẽo tượng gỗ hiệu quả hơn. Hơn 100 diễn viên không chuyên người dân tộc thiểu số và 40 nghệ sĩ diễn viên người mẫu đã trình diễn 200 mẫu thiết kế áo dài và thời trang thổ cẩm của nhà thiết kế Minh Hạnh và 10 nhà thiết kế nổi tiếng trong nước. Chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên năm 2022 được tổ chức trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 10 tại Thác Ba Sĩ và Rừng Thông, thị trấn Mang Đen, huyện Con Plong.